Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một tựa game khá là vui thôi. Tựa game có mang tên là Warriors. Đây là một cái tựa game gọi là mình thấy đánh khá là kích thích khi chúng ta đã được tham gia vào game. Khi mà các bạn thấy các đồ họa 3D như này, đây là các mảnh đất chúng ta có thể đi xâm chiếm. Và đây là một cái tựa game gọi là chiến thuật đánh nhau và nhập vai. Nó cũng khá là nhiều thể loại trong này. Thì đây là chúng ta đang đi làm theo nhiệm vụ. Và game này là game làm theo nhiệm vụ từng bước thôi. Và chúng ta sẽ, nhiệm vụ chúng ta là sẽ chiêu mập một binh lính. Và nó sẽ có những cái khả năng đặc biệt như kiểu các hệ khác nhau, như kiểu hệ nước, hệ cây và hệ lửa. Thì ba hệ nó sẽ tương khắc với nhau thì chơi nó dễ hơn. Đấy, thì hiện tại thì mình đang loading vào game và chúng ta đang tham gia vào một trận đấu. Game này thì với cái dung lượng nó tầm 300MB, nhưng với cái lượng đồ họa này thì trông nó khá được. Và đây là đang trận đấu để chiếm một cái hộp. Và game này không đơn thuần là các bạn chỉ ngồi xem mà nó đánh nhau, mà các bạn sẽ được thỉnh thoảng được nhặt các cục máu, cục mana, hay là ấn vào giữa cái kiếm thì lượng đam các bạn to hơn. Nên game này rất cần thiết nhiều kỹ năng và không phải cứ ngồi im là được. Đấy, chém rồi perfect. Game này mình lại thấy nó lại giống thể loại ngồi nhảy ong. Nhảy ong ngày xưa. Perfect. Chính. Và có các màn là ăn tiền này. Hoặc là chúng ta đây là vừa đánh nhau thế. Và chúng ta ngoài ra còn có nút gọi thêm đồng minh khác, đổi người đấy. Khi mà gọi thêm đồng minh khác thì các bạn có thể là có khả năng tung trưởng. Trưởng này thì được cái đồng minh đấy ngồi luyện nãy giờ rồi. Không biết tung thì đi chết đi. Đây, mình sẽ đổi thanh niên. Hãy xem đây. Ôi, sớm quá rồi. Lại ngồi nhặt mana. Tù quá. Ôi, chết luôn á. Vậy ra. Ôi, chết rồi. Trượt rồi. Khó vậy. Lại ngồi nhặt máu. Đấy. Game này thì vút tiền nhìn trông khá là đẹp. Đánh giá qua về đồ họa game này thì game này thiết kế theo đồ họa 3D và nó sẽ được thiết kế theo kiểu các nhân vật chúng ta có vuông thành sắc cạnh hơn và nhìn như này, nhưng mà cảm giác các nhân vật chúng ta rất là có hồn và chơi khá là nghiền khi mà các bạn đã thích thể loại gameplay kiểu này. Thì mình cũng từng chơi nhiều game cùng thể loại thì chúng ta sẽ được đến trải nghiệm. Còn đây là gọi là đấu trường. Đấu trường này thì các bạn sẽ có một khoảng thời gian để tìm kiếm. Hiện tại thì mình sẽ đánh với cái thằng Ai Cập này. Nó sẽ có các chỉ số và cho nó nhảy vào quân. Rồi, chiêu mộ thêm được thằng này bắn cung rồi. Ngon nhỉ. Ra ngoài mà. Rồi. Vâng, và bây giờ là chúng ta sẽ được đặt tên vẫn như tên quen thuộc thôi, không có gì đặc biệt cả. Đấy, và chúng ta lại vào tiếp thêm battle để có thể tìm các trận đánh. Ngoài ra thì các chỉ số bên trên này là cái này là lượng, gọi là lượng lực các bạn có thể chịu đựng được, còn đây là lượng là thịt. Khi mà các bạn đánh một trận thì sẽ mất một thịt, thì cái lượng thịt đấy sẽ được hồi trong 5 phút một lần thôi, nên nó cũng khá là nhanh. Còn đây là hệ thống gọi là trao thưởng cho các bạn. Khi mà các bạn đoạt được thì nó sẽ trao các bạn một lượng tiền này, sẽ được thưởng, nó sẽ hiện ngay bên đây này. Game nào cũng thế rồi, phải có nhiệm vụ thì chúng ta hoàn thành. Và đây là sách hướng dẫn. Thực ra sách này là sâu ra các cái nhân vật mà chúng ta đã nhặt được thôi, khá đơn giản. Và đây là hiển thị level của các bạn. Và bài hướng dẫn và trải nghiệm game của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào và gặp lại. Yeah.